33, thư trả lại cư sĩ Phan Trọng Thành, năm Giới Quốc 20-1931. Năm ngoái Huệ Viên đến đây, nói ông tu trì không lời nhác, tôi mừng vui, an ủi vô cùng. Nay nhận được thư, biết Hồ Nam có lắm người vốn sẵn túc căn. Tiếc là thiếu người để sướng, nên quá nửa chẳng vào được cửa của Đức Phật ta. Thật người khó được, Phật Pháp khó nghe, đáng than thở khôn cùng. Ngô Thiệu Di trước kia không tìm Phật Pháp, do đọc những sách như Nhân Sanh Chỉ Tân, vân vân, bèn trái trần hiểm giác, sanh lòng tin phát nguyện, tận lực tu tịnh nghiệp. Nếu chẳng phải đã trồng thiện căn từ trước, sao đạt được như vậy? Ông ta đã muốn quy y, tôi sẽ đặt pháp danh cho ông ta, bảo ông ta đối trước Phật, tự thệ quy y là được rồi. Cần gì phải từ đất Tương sang đất Ngô, bồn ba mấy ngàn dặm để mong gặp mặt Quang một phen. Văn sao ra nguồn lục, ông ta đã từng đọc rồi, dẫu gặp mặt, há có diệu pháp bí mật miệng truyền tâm trao nào ngoài văn sao nữa ư? Nếu thật sự có pháp miệng truyền tâm trao, thì chính là ma vương ngoại đạo, tránh xa kẻ ấy còn không xòe. Há nên tự khinh tự nhục để gặp gỡ ma vương ngoại đạo đó ư? Huống hồ thời cuộc hiện nay nguy ngập vô cùng, há nên đi xa. Chỉ mong ông ta có thể giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn Phật, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, để sướng nhân quả báo ứng lục đạo luân hồi. Ngõ hầu, những kẻ phóng túng không kiềm nể sẽ biết báo ứng hiện ác như bóng theo hình, sẽ biết báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Hoặc đời này làm thiện hay làm ác sẽ hưởng phước mắc họa ngay trong đời này, hoặc đời này làm thiện tạo ác, đời sau mới chịu thiện báo hay ác báo, hoặc ba đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn vạn ước đời mới chịu quả báo ấy. Lý học vay mượn những nghĩa uyên áo của Phật Pháp để hoằng dương đạo nho, sợ người đời sau đều theo vào cửa Phật, liền bài bác sảng bậy, bảo nhất quả ba đời và lục đạo luân hồi do Đức Phật đã nói đều là lời lẽ dối trá, lừa cả thế tục ngu độn. Nào thật sự có cái gọi là luân hồi ư? Do hình chất đã hư diệt, thần hồn cũng phiêu tán, còn ai để chịu khổ, còn ai để luân hồi nữa ư? Từ đấy quân tử lười tự tu, tiểu nhân dám tạo nghiệp, do nhiều hay kìa đều cùng chết sạch. Cần gì phải suốt ngày miệt mài gắng sức tu trì để cầu cái tiếng xuông sau khi chết đi? Do vậy nhà nho phần nhiều đều coi nhân quả luân hồi là chuyện hoang đường quái đản. Dẫu có người biết là thật sự có, cũng chẳng dám đề xướng, sợ người khác chê là tục nho trái nghịch bằng tiền triết. Lại hoặc có người có chút thành đạt đáng dự vào văn miếu, nếu đề xướng chuyện ấy thì chuyện được dự vào văn miếu sẽ trở thành tuyệt vọng. Do vậy mọi người nếu chẳng cực lực bài bác thì cũng chọn chẳng nhắc đến. Cho đến gần đây, gió Âu dần dần thổi sang đông, ngả dạp theo gió, biến đổi tận gốc càng thêm dữ dội. Chỉ sợ con người khác với cầm thú, chỉ sợ con người lỡ có kẻ hiểu biết luân thường đạo lý. Xét đến cội nguồn hiện tượng ấy, quả thật bắt nguồn từ học thuyết bài xích nhân quả ba đời lục đạo luân hồi của bọn lý học. Họ mong mỏi dùng chuyện tận hết tình nghĩa, tận hết bổn phận, tránh tâm thành ý để làm căn cứ, hỏng giáo hóa dân chúng, tạo thành phong tục, nhưng đã hoàn toàn phế bỏ rồi, lại còn hủy báng chê trách nhân quả luân hồi là phương tiện, khiến cho hết thảy mọi người chẳng thể không chọn hết tình nghĩa bổn phận, tránh tâm thành ý. Ví như sông cái Trường Giang, do có đê đập nên chẳng ngập lụt, tánh tỉnh con người như nước, xử lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo cũng giống như đê. Sông cái Trường Giang mà bỏ đê đập đi chắc chắn sẽ ngập lụt. Tánh tỉnh con người nếu không có nhân quả luân hồi mà vẫn còn dùng lễ để tự ràng buộc thì trong ngàn vạn người khó được một hai kẻ. Trừ bậc thượng trí ấy ra, ai chẳng nghĩ buông lung tình ý là vui. Do vậy hiện tại muốn cho thiên hạ quốc gia tốt đẹp mà không đề xướng nhân quả luân hồi sẽ chẳng được. Điều này không phải là chuyện sức chúng ta không thể làm được. Trong gia đình nên cực lực đề xướng, ngõ hầu dần dần được lưu truyền rộng rãi, cũng như ngừa cho con cái khỏi bị những tư tưởng cuồng vọng dụ dỗ mê hoặc, mong hưởng thụ hết thảy phước tự do. Nghĩa lý thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật, dùng đấy để tự hành, lại còn dạy người, đã ghi chép tường tận trong văn sao, ở đây không viết chi tiết, này đặt pháp danh cho Ngô Thiệu Di là Huệ Di, ngụ ý dùng Phật Pháp để tự hành dạy người, đặt pháp danh cho Bành Đức Tôn là Huệ Tôn, ngụ ý dùng pháp môn tịnh độ để khiến cho dù mình hay người đều cùng siêu phàm nhập thánh, đặt pháp danh cho La Viễn Chú là Huệ Chú,
ngụ ý dùng mưu pháp cam lộ một đời thành Phật để thấm nhuần khắp hết thảy thiện căn của mình lẫn người. Sợ rằng những sách lịch sử cảm ứng thống kỷ loại mới, tránh tính lục mới được in gần đây, ba vị ấy chưa được xem, nên nay tôi gửi 4 bộ thống kỷ, ông tự giữ một bộ, những bộ khác gửi cho ba người ấy, tránh tính lục hơn 10 cuốn, hãy ước lượng mà gửi. Sách này phá được những kiến giải lệch lạc câu nệ của họ mạnh nhất. Ở chỗ ông, nếu có sao chép thư này thì nên bảo người chép sao toàn văn cho Thiệu Di, hai người kia chỉ sao chép những điều thông thường, chỉ sao đục lại ý nghĩa của pháp danh và gửi sách mà thôi. Sự nguy hiểm hiện thời giống như trứng trọng, bất luận là ai đều nên trí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm kế dự phòng. Nếu có thể khẩn thiết trí thành, ác sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn vậy. 34. Thư gửi cư sĩ Tạ Dục Hoài, năm Dân Quốc 20-1931. Hôm qua nhận được thư ông Phan Trọng Thanh, nói ông và mẹ cùng em gái đều muốn quy y. Đã phát tâm quy y thì hãy nên sốt sáng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lại do mẹ ông tuổi cao nên tích cực, khuyên cụ buông xuống hết thảy nhất tâm niệm Phật. Như tới lúc lâm chung, chớ nên làm theo cách làm của thế tục, nên đọc kỹ sức chung tân lương, hòng khỏi đến nỗi làm hỏng đại sự vãng sanh của cụ. Ông và cô em gái cũng nên lấy chuyện vãng sanh Tây Phương làm trọng, đừng chỉ cầu phước lạc hiện đời và phước báo đời sau. Này đặt pháp danh cho mẹ ông là Huệ Kính, đã kính lại thêm Huệ thì có thể mau đạn được phàm tình. Phàm tình chẳng giấy thì chánh niệm rõ ràng, chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương. Đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng Huệ để tưới tắm thì ý niệm trần tục tiêu diệt, chánh niệm thanh tịnh. Đặt pháp danh cho em gái ông là Huệ Hình, ngụ ý tâm giữ chánh niệm thơm sạch, vi diệu như hoa sen, nên đọc kỹ ra nguồn lục, thì phương pháp tu trì và giáo huấn con cái cùng đạo lý giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận sẽ tự hiểu rõ. Sách Sức Trùng Tần Lương nói về lợi ích của việc trợ niệm khi lâm trùng, lấy tựa cho đặt sanh thiên, nêu rõ chuyện niệm Quán Thế Âm khi sanh nở. Hai chuyện sanh và tử là chuyện lớn nhất trong đời người, nhưng nỗi khổ sanh nở quả thật là nỗi khổ lớn nhất của nữ nhân. Trước kia Quang chẳng nói đến chuyện này, sau này do biết chuyện khó sanh rất đáng thương nên để xướng rộng rãi. Lúc sanh nở phải niệm ra tiếng, nếu niệm thầm trong tâm, chẳng những sức yếu khó thể cảm thông mà còn sợ rằng có thể vì gắng sức mà đến nỗi bị tổn thương. Phạm những ai tuần theo mà niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Nguyện các vị dạy hàng nữ nhân thường ngày niệm Phật sẽ tự không bị nỗi khổ ấy. Dẫu là người chẳng niệm, nhưng lúc đang sanh nở chịu niệm thì cũng liền thấy hiệu nghiệm lạ lùng. Lúc ấy chỉ nên trí thành, chớ đừng vì lõa lồ bất tịnh mà ngại ngần, cũng chớ nên nghi bị tội mà chẳng dám niệm, thì cả mẹ lẫn con đều hưởng lợi ích không gì lớn hơn. 35. Thư gửi cư sĩ Quách Vũ Tam, năm Dân Quốc 20-1931. Ngôi vị thành hoàng chính là do người thông minh tránh trừ trong cõi đời đảm nhiệm. Luận theo Phật Pháp thì họ vẫn thuộc trong số những kẻ bị đọa lạc, nhưng nhìn theo thế tục họ đã rất phi thường rồi. Ông buồn vì nghĩ thành hoàng chẳng được kể tên vào tế điển là điều bất hạnh ư? Hết thảy thánh hiền đạo đức đều bị gã cuồng kia phế bỏ. Lẽ nào thánh hiền đều trở thành kẻ khốn cùng không nơi nương tựa hay sao? Cha ông bẩm tánh rất thật thà, e rằng vẫn chưa hiểu sâu xa nguyên do của pháp niệm Phật. Nếu biết sâu xa, ác sẽ chẳng đến nỗi có chuyện trở thành thành hoàng. Nếu cụ là thành hoàng thì há lẽ nào vì bị kẻ cuồng trong đời phế bỏ mà do đó không có chức vị, trách nhiệm của thành hoàng nữa hay sao? Thành hoàng có lớn có nhỏ giống như các quan địa phương ở tỉnh phủ huyện, do họ hưởng huyết thực, nắm quyền thưởng phạt, nên người biết Phật Pháp quyết chẳng chịu làm. Nếu huệ lực sâu thì còn có thể tiến tu, nếu huệ lực cạn thì chẳng phải là điều tốt lành cho lắm. Vì phàm phu chọn đủ hoặc nghiệp, do tâm sân khỏe nặng nề nên chẳng thể gọi là chuyện tốt đẹp được. Nếu ông có thể trí tâm niệm Phật hồi hướng cho cha, khiến cho cụ chấp nhận chức thành hoàng, liền sanh về Tây Phương. Còn nếu đã nhận chức thành hoàng thì khi mãn chức sẽ vãng sanh, đấy mới là thở cha mẹ đến mức rốt ráo. Phải biết vãng sanh Tây Phương còn vượt trội chư thiên cõi trời phi phi tưởng bao nhiêu lần chẳng thể tính được, huống gì là thành hoàng. Hễ vãng sanh bèn siêu phàm nhập thánh, còn thành hoàng chỉ là một chức vụ nắm quyền thưởng phạt trong quỷ thần đạo mà thôi, vẫn ở trong dục giới. Chức vụ đã mãn thì hoặc là được thăng chức, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh vào nhân gian, đều tùy theo nghiệp lực mà thọ các thứ quả báo cao hay thấp vậy.
Bà Sáu đưa trả lại cư sĩ Trần Phụng Ngô năm Dân Quốc 20-1931. Đời người khổ nhất là từ thuở bé không gặp được thầy lành bạn tốt, đến nỗi mặc tình buông lung gây các ác nghiệp, như câu nói duy thánh võng niệm tác cuồng dã, có nghĩa là tâm tánh về bản thể có thể làm bậc thánh nhưng do không tu tỉnh nên trở thành cuồng ngu. Này ông đã biết năm 16 năm qua ba nghiệp thân miệng ý đều chẳng thanh tịnh, nhưng ý nghiệp nặng nề hơn cả, ấy là vì ý nghiệp làm chủ, do ý nghiệp dấy lên cái niệm thiện hay ác nên thân miệng bèn nói những lời thiện ác và làm những chuyện thiện ác. Này đã biết hổ biết thẹn, muốn quy y Phật pháp để làm căn cứ cho tiền đồ tu trì thì cố nhiên phải nên tích cực giữ vẻ đơn thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, sanh lòng tin phát nguyện niệm danh hiệu Phật, cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, sẽ bèn có thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Có câu: duy cuồng khắc niệm tác thánh dã, cuồng mà chế ngự được ý niệm bèn thành thánh. Thành cuồng hay thành thánh chỉ do đánh mất ý niệm hay chế ngự được ý niệm mà thôi. Từ nay trở đi hãy nên đau đớn tự gìn giữ, phàm ý niệm bất hảo vừa dấy lên liền sanh lòng hổ thẹn lớn lao, hệt như lã lồ trước bao người đông đúc, hổ thẹn muốn chết. Lâu ngày như thế thì ý niệm xấu sẽ tự nhiên chẳng dấy. Ý niệm được tịnh thì thân miệng cũng tịnh theo, ba nghiệp thanh tịnh, niệm danh hiệu Phật. Công đức ấy càng rộng lớn chẳng thể diễn tả được. Nhưng ba nghiệp chưa tịnh thì càng phải hết sức chí thành niệm Phật để cầu được thanh tịnh. Chớ nên hiểu lầm, cho rằng ba nghiệp chẳng tịnh thì niệm Phật không có công đức chi cả. Này đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh. Ngụ ý, dùng niệm Phật để đối trị ba nghiệp thân miệng ý cho được thanh tịnh, để mong nghiệp chướng hiện đời tiêu diệt, phước huệ tăng trưởng, lâm chung cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây phương, hòng khôi phục chân như Phật tánh sẵn có. Đã hành như thế rồi, lại càng phải dùng điều này khuyên dạy hết thảy, trong là quyến thuộc, ngoài là bạn bè, công đức khuyên người khác, sẽ thành tựu đạo nghiệp cho chính mình. Ông hãy nên gắng lên nhé. 37. Thư gửi cư sĩ Trần Ngạn Thanh, năm Dân Quốc 20-1931. Gần đây chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi, tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông, hãy nên đem chuyện nhà, chuyện tiệm giao cho lũ con trông nom, còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì, ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thân tâm an lạc trong hiện tại, lâm trùng vãng sanh Tây phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục, bất luận vợ già hay hầu non đều coi như bạn đạo, chọn chẳng nghĩ như vợ chồng, dạy họ hàng ngày bổ bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông, đôi bên giúp đỡ nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây phương, cùng thân cận A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, lại còn cùng chứng chân như diệu tánh, cùng phổ độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí lực suy yếu, hãy nên bảo vợ cả vợ lẽ và con dâu cháu, hễ rảnh rỗi bèn chia ban bầu bạn niệm Phật với ông, mỗi người niệm 1 giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu. Ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không nghe tiếng họ niệm, chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhằm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy đều hành hiếu thuận để gieo cảm lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tùy bệnh, nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh, yên vui. Những lời này chính là lời chí lý, chí tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. 38. Thư trả lời cư sĩ Vương Thận Trai, năm Dân Quốc 20-1931. Chồng bà Triệu Lãnh Cô bỏ vợ mê gái làm chơi, thuận theo tình cảm thế gian thì số mạng Lãnh Cô mỏng manh bất hạnh, còn luận theo Phật pháp thì thật là may mắn lớn. Nếu chồng chẳng ruồng rẫy thì tình ái vợ chồng con cái ràng buộc, suốt ngày bận bịu càng khó niệm Phật cầu sanh Tây phương. Nay do chồng bỏ mà được chuyên tâm niệm Phật, để đến lúc tâm trung được Phật tiếp dẫn, liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, lợi ích ấy hoàn toàn do bị chồng bỏ. Hãy dặn nhắc bà ta đừng sanh lòng oán hận mà hãy nên sanh lòng cảm kích, lại nên đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho chồng,
khiến cho ông ta mau thoát khỏi nẻo mê, mau tìm lối giác. Có lòng dạ như vậy thì hai lòng yêu ghét đều chẳng thể sanh, niệm Phật càng được hiệu quả lớn nào. Này đã pháp danh cho bà ta là vậy bằng ngụ ý, nên giữ tấm lòng như bằng thành khiết, chọn không bị trần lụy. Hãy nên đem những pháp luyện đàn vận khí trước kia hoàn toàn vứt bỏ đi hết, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì chẳng uổng đời này và dịp gặp cỡ này. Đối với pháp niệm Phật, nếu bà ta đọc được sách, thì nên bảo xem ra ngôn lục và những sách dễ hiểu gần gũi. Nếu không, hãy giảng đại được cho bà ta. Hiện tại vẫn nước nguy ngập, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống. Hãy nên khiến cho hết thảy mọi người cùng niệm Phật hiệu và niệm danh hiệu Quan Thế Âm để làm kế dự phòng. 39. Thư trả lời cư sĩ Hùng Huệ Dực, năm Dân Quốc 20-1931. Sách lễ ký chép: nghĩ nhân tất ư kỷ luân, nếu là con người ắt phải chọn luân thường, huống gì là bậc thánh nhân Trung Quốc tái lai ư? Kiểu ăn nói ấy sau này chớ nên sử dụng nữa, hễ dùng đến thì đôi bên đều bị lỗi, ông phải cẩn thận. Cha mẹ ông tuổi đã cao, đúng là lúc nên mềm mỏng, khuyên họ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đã biết đến pháp môn này, nỡ nào để cha mẹ ta chẳng được hưởng lợi ích hay sao? Hãy nên làm cho anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái, họ hàng, bạn bè và hết thảy những người quen biết cùng tu tịnh nghiệp, đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ ông, chắc chắn họ có thể cao đăng chính phẩm. Ông muốn quy y, nhưng ở chỗ ký tên tuyệt chẳng thấy một chữ nào nhún mình, chiếu theo lý quyết chẳng thể chấp nhận, bởi chấp nhận sẽ tạo thành cái tội mạn pháp, khinh thường pháp cho cả đôi bên. Phải biết quy y giống như bái sư trong thế gian. Thế gian bái sư hát chỉ nói cần khải, kính xin là xong ư? Xưa kia thành thế tổ gửi thư cho môn nhân của Ngọc Lâm Quốc Sư là Liễu Khê Hạch Sâm còn ghi pháp đệ hành si, tức pháp danh của thế tổ Hòa Nam. Ông ta là hoàng đế gửi thư cho đồng môn mà còn như thế đấy. Ông muốn quy y mà chỉ nói cẩn khải với vị thầy mà ông tính quy y thì thất lễ đến cùng cực, đi đường hỏi lối còn phải chắp tay hoặc vái chào. Huống chi muốn nhờ vào chuyện quy y này để liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà chỉ cẩn khải rồi thôi, há có được ư? Người thật sự tin tưởng Phật pháp thấy hết thảy các vị tăng còn kính lễ, huống chi đối với vị thầy quy y ban đầu ư? Nếu đích thân đến quy y phải dập đầu mấy chục lượt, quỳ hơn một tiếng đồng hồ, dẫu nói dễ dãi, không thăng tòa thì cũng phải dập đầu mười mấy lượt. Nhưng xem thư ông lời lẽ khá kiên thành nên bỏ qua, nhưng vẫn phải nói rõ cho ông, chứ không phải mong được ông cung kính, mà là muốn cho ông biết Phật pháp tôn quý, ngõ hầu ông tự được lợi ích thật sự. Tượng Đức Phật bằng đất nặng gỗ khắc, nếu cung kính như Đức Phật thật thì liền có thể siêu phàm nhập thánh, nếu còn là đất gỗ y như cũ thì tội ấy chẳng kham nói được. Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp nên hướng đến sự cung kính mà cầu. Ông có thể hành theo đây thì lợi ích ấy chỉ có Đức Phật biết được. Này đặt cho ông pháp danh là Huệ Dực, nghĩa là vốn sẵn Phật tánh, nhưng không có huệ sẽ không sao biết được. Nếu thường dùng trí huệ để giúp sức thì sẽ dần dần đoạn được phiền não, dần dần hiển hiện được Phật tánh. Nhưng muốn đoạn muốn hiển chỉ có một pháp niệm Phật là thẳng chóng nhất, nên đọc kỹ ra nguồn lục, văn sao, vân vân thì sẽ tự biết được cách tu trì. Phải biết muốn học Phật thì trước hết phải bắt đầu từ giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Nếu việc làm tâm tư trái nghịch với Phật, dẫu suốt ngày niệm Phật lợi ích rất nhỏ, như gieo hạt lúa tốt nơi đất cát mặn có trú mùa lớn, nhưng thường niệm Phật sẽ chọn chẳng có nuối tiếc gì. Có đời hiện thời nguy hiểm tột bực, nếu trí tâm thường niệm Phật hiệu và niệm kèm thánh hiệu Quán Âm phải đều gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa thành may, chịu lắng lòng đọc văn sao vân vân thì cũng có thể hiểu đạo tu trì một cách đầy đủ vậy.